Rồi. Ở đây người ta nói gì? Kể cả các loại vitamin cần thiết cho cơ thể cũng có thể gây ngộ độc, gây độc cho cơ thể ở một mức độ nào đó. Ví dụ như A, D, B6 ở đây phổ biến trong các loại thực phẩm thì vitamin A có thể gây quái thai, birth defect nè. Đối với các người phụ nữ dùng quá nhiều trong thời gian mang thai. Đó. Rồi hoặc là vitamin D. Vitamin D có khả năng gây tổn thương chức năng thận, gan thận, thận, tim và chức năng phổi. B6 quá nhiều thì có khả năng gây tổn thương tế bào thần kinh. Rồi, ở đây nạp canxi quá nhiều cũng chưa chắc là tốt. Canxi quá nhiều có thể gây sỏi thận. Rồi, nạp sắt nhiều thì sẽ gây chướng bụng tại vì nó khó tiêu. Đối với những cái nguyên tố về những cái nguyên tố mà kim loại á, sắt, kẽm, rồi magie, đồng này kia nọ thì cái dạng gọi là dạng vô cơ á, nó khó hấp thu vì và hầu hết nó sẽ thải ra ngoài. Giống như các bạn ăn gan, ở lộn ăn ăn huyết đó, ăn cháo huyết chẳng hạn thì hầu hết nó sẽ thải ra ngoài, đi ra phân đen thui. Đó, chỉ hấp thu một phần nào đó và cơ thể chúng ta cũng có khả năng nó tái chế lại làm ra cái lượng sắt đó trong cơ thể. Nên thật ra mình nạp vô cái đó cũng không có nhiều, những cái này là những cái nguyên tố vi lượng thôi. Những cái loại ví dụ mình nếu như chúng ta cần phải bổ sung những cái loại vitamin về kim loại như là sắt, đồng, kẽm gì đó thì hiện nay người ta có sản phát minh ra những cái loại mà gắn đầu với cái tên là gì ta? Gluconate. Gluconate. Sắt gluconat. Sắt gluconat thì phải. Nói chung là nó sẽ gắn với một cái gốc gluco để làm gì, để nó đi vô cơ thể dễ hơn. Đây. Gluconat. Nó sẽ đi vô cơ thể dễ hơn, nó hấp thu dễ hơn chứ nó không có bị đào thải ở ngoài. Mà tất nhiên cái nào mà dễ hấp thu hơn á thì nó mắc hơn. Tại vì đó là công nghệ mà. Mắc hơn thì dễ hấp thu hơn. Rồi. Vitamin E K. Rồi, nói chung là cái này nói về một số cái tác dụng phụ nếu mà dùng quá liều thôi. Đọc về nhãn, nhãn thực phẩm mình đã đọc qua rồi. Phần trăm daily volume. Daily volume. Bao nhiêu gram một ngày? Khuyến nghị rồi. Vitamin, đối với vitamin và khoáng chất, vitamin A có khả năng tăng nguy cơ bị nứt nứt vỡ xương, nứt nứt cái phần xương hông đó. Đối với người phụ nữ lớn tuổi, nhất là giai đoạn mãn kinh, lúc này kiểu khả năng họ tạo canxi, mật độ xương họ bị kém và cái chỗ xương hông họ hay bị yếu, cái điểm yếu nhất của mấy người phụ nữ. Này cũng nhắc lại về bị quái thai khi dùng vitamin A quá nhiều. Ok. Xin. Một số bệnh lý khi mà dùng B12. Mấy bạn có thắc mắc gì về mấy cái việc mà dùng thực phẩm bổ sung không? Quân có thắc mắc gì không? Có góp ý gì không? Tại vì cái này mình không có xài nhiều nên mình cũng không có kinh nghiệm gì nhiều trong cái Như thắc mắc là thí dụ như những cái sản phẩm bổ sung đó khi mà mình sử dụng đó, mình có phải khoảng cách thời gian nó ra, giống như là buổi sáng uống dầu cá, vitamin E, rồi buổi trưa mình có thể sử dụng canxi, rồi sử dụng vitamin tổng hợp, ví dụ là mình có thể sử dụng chung một lần không? Thấy có nhiều người sử dụng chung một lần tại vì nó nếu mà chất bổ sung thì nó sẽ không có gọi là cái hoạt tính quá nhiều giống như là gọi là thuốc. Nếu mà thuốc nó sẽ gọi là có hoạt tính cho cơ thể thì lúc này đối với thuốc nó còn có một cái khái niệm gọi là tương tác thuốc. Khi dùng thuốc này thì phải né thuốc kia ra để tránh tương tác qua lại với nhau, làm biến chất, biến tính của cái thuốc. Còn thực phẩm bổ sung thì mình nghĩ là nó bổ sung thêm chất dinh dưỡng vô thì nó không có bị có hoạt tính quá nhiều giống như thuốc như vậy, nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Tại vì thấy mấy bạn đi tập thể hình cũng vậy, hay uống lần một bụng mấy viên 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 nè, vừa đau. Giống Tuấn có uống không?
thấy mọi người hay uống dầu cá rồi mấy cái viên creatine đủ thứ chung lúc luôn. Chỉ có uống dầu cá thôi. À, đó. Thường á, ưu tiên mình sẽ uống vitamin, multivitamin, dầu cá để kháng viêm, phục hồi nhanh hơn đối với người tập luyện á, và bổ sung vitamin cần thiết mà chế độ ăn nó không đủ. Còn mấy cái kia thì kiểu có điều kiện thì xài thêm vậy thôi. Còn thường lưu ý là lưu ý dùng thuốc á, phải né ra, né nhau ra để xem nó có tương tác thuốc với nhau. Thường là né ra khoảng 1-2 giờ gì đó để cho cái thuốc này xong rồi mới tới thuốc kia vô chẳng hạn vậy. Cái này nó có giống với cái homeopathy không Phát? Tức là những cái Home thuốc mà kiểu như homeopathy. Vậy cái đó thì không biết homeopathy là gì ta? Homeopathy có cái nào viết lên được không ta? phát nè, phát này hả? Vi lượng đồng kinh. Homeopathy. Homeopathy mới nghe. Tức là giống như cái kiểu thuốc mà nhiều lúc mà mình bị bệnh rồi mình tự đi mua uống mà không cần cái đơn bác sĩ. Thì Có sao? giống Ý gì không? ý Quân là sao? giống như paracetamol Tức đó là hả? mình có dùng cái kiểu tương tự không hay là nó tính cũng tính như là thuốc? Cái đó vẫn gọi là thuốc mà, nó có gọi là thuốc không kê đơn thôi. Thuốc là thuốc mà. Tại vì giống như đặc biệt đó, như ví dụ như mình đi, ví dụ như mình, tại vì Việt Nam mình không có quản lý mấy thuốc đó kỹ nên mình xài những cái như là paracetamol này kia nọ nó thoải mái. Nhưng mà ví dụ như thầy của mình đi đi thi đi, đợt ổng đi thi ở bên Malaysia hoặc Singapore gì đó, là ổng bị sốt và ổng không thể mua được bất kỳ một viên kháng viêm kháng sinh nào hết, không bán paracetamol luôn, trừ khi có đơn thuốc của bác sĩ thì mới bán đó. Nên tại vì cái này là do cái việc quản lý của mình thôi, gọi là người ta quản lý nó không được chặt, và lúc đó ổng chỉ có thể mua gọi là cái viên kẹo ngậm để giảm đau họng thôi, chứ ổng không có mua được cái viên thuốc nào hết trơn. Đó là tại vì thuốc mà mình đang mua ngoài nhà thuốc Tây á, mà không có cái đơn thuốc á, vẫn là thuốc và vẫn có thể gây ngộ độc được, mình nên phải kiểm tra liều dùng và kiểm tra coi nó có cái gì. Rồi tiếp theo một số cái khái niệm. Đầu tiên là khái niệm egogenic. Egogenic này á, tức có nghĩa là đang nói với cái việc là tăng khả năng vận động, tăng cái performance, không phải tăng cơ ha, tăng performance đối với vận động viên. Tức là dùng những cái sản phẩm này, thực phẩm này giúp cho tăng cái hiệu suất vận động họ tốt hơn, giống như là nhảy xa hơn, mạnh hơn, đó, phản xạ nhanh hơn kiểu vậy. Và cái khái niệm aerogenic này, khi mà sử dụng cái này á, nó được xem là một cái thách thức đối với cái người dùng và cái người huấn luyện viên luôn. Giống như đầu tiên mình dùng cái gì đó mình sẽ hỏi là nó có hiệu quả hay không. Đầu tiên mình thường dùng mình sẽ hỏi nó có hiệu quả không, nhưng mà ở đây người ta nói là cái câu hỏi đầu tiên nên đặt ra là nó có an toàn không, chứ không phải là nó có hiệu quả hay không, nó có tác dụng phụ gì hay không đó chưa. Rồi sau đó mình mới tiến đến việc mình xài. Và cái người huấn luyện viên á là cái thường là sẽ là cái người tiếp cận cái câu hỏi này đầu tiên, tại vì làm việc với người khách hàng hoặc là với người vận động viên gì đó sẽ được hỏi trước. Nên sẽ cũng nên tìm hiểu một sơ qua một số cái ở dưới này là sắp tới sẽ có creatine, caffeine này kia nọ nè. Nhưng mà thường á sẽ là một người dietitian hoặc là resistor dietitian, những người chuyên gia dinh dưỡng, thì nên khuyên cái này, đưa ra cái lịch trình nên ăn uống kết hợp như nào cho phù hợp hơn. Còn mình thì biết sơ, kiểu mình đưa lời khuyên nhanh ngay lúc đó thôi. Và ở đây hôm trước có nói cái câu này nè: cái gì mà nó hiệu quả thì nó bị cấm, còn cái gì mà nó không cấm á, thì chưa chắc nó hiệu quả. Đối với những cái mà egogenic, aerogenic tức là tăng hiệu suất vận động. Giống như khi mà mình xài creatine đi, mình xài creatine thì có những cái nghiên cứu nói là nó sẽ giúp cho tái tạo ATP nhanh hơn. Đó, tái tạo ATP nhanh hơn để thời gian nghỉ mình tối ưu được cái khả năng vận động, sinh ra năng lượng nhanh hơn, phục hồi nhanh hơn để mình vận động. Đó thì người ta tin rằng cái việc đó, và nó tại vì nó cũng có tham gia vào cái chuyển hóa, mà
thật sự nó chuyển cái mà creatine này, có ai cảm thấy uống creatine là nó mạnh hơn hẳn so với lại không dùng creatine hay không? Tuấn có thấy như vậy không? Tại vì mình không có xài, mình không biết. Tôi xài bao giờ? Chưa xài hả? Du, du xài nè. Khi mà có dùng creatine thì có Chưa thấy bao nó giờ xài về tên luôn. à, chưa ai xài đó hả? Tại vì á, những cái thực phẩm bổ sung này có thể nó không có hẳn là nó khác biệt, giống như là kết quả hoàn toàn nhìn thấy khác biệt liền, mà kiểu một chút chút nào đó, một chút nào đó, mà thường giống như sức mạnh niềm tin nữa, nó thay Đúng rồi, đổi tốn là tiền mà. đó, do marketing đủ thứ kiểu nên người ta mua và sử dụng nó vì người ta muốn những cái tốt nhất cho cơ thể họ và cái hiệu suất tốt nhất, nên nên người ta dùng, nếu có điều kiện thì dùng đó, kiểu như vậy. Thì đây hôm trước có nói nè, dùng đầu tiên á, khi mà dùng creatine chẳng hạn thì mình phải nâng cái mức nồng độ nó trong máu lên, thì mình sẽ dùng trong cái tuần đầu khoảng 20 gram, 20 gram một ngày, sau đó mình sẽ giảm xuống còn 2 đến 5 gram thôi, và cái liều 2 đến 5 gram đó có thể duy trì suốt trong vòng 5 năm để cho mình duy trì cái nồng độ nó trong máu. Và nên nhiều khi mình đọc hướng dẫn thì mình chỉ thấy 20 gram, cái mình cứ dùng liều 20 gram hoài thì thành ra nó bị dư, tại vì nó đã đạt được cái nồng độ trong máu rồi thì mình xài dư đi nữa nó sẽ đi ra ngoài, nó, cơ thể không xài thì nó thải ngoài thì phí tiền thôi chứ không được gì hết. Kể cả uống whey cũng vậy, uống whey hoặc ăn đạm quá nhiều cũng vậy, hấp thu không hết thì cũng đi ra ngoài rồi. Khi xài những cái thực phẩm bổ sung hoặc là kể cả thuốc đi chẳng hạn, thì nó cái mà mình cái người xài luôn muốn hướng đến đó là tối ưu được cái hiệu quả và hạn chế nhất được cái tác dụng phụ, đó là cái mà khi mà xài. Tại vì nếu mà thuốc hay là cái gì cũng vậy, khi mà xài nhiều thì sẽ có hai mặt, một cái lợi ích và một cái tác dụng phụ của nó, cái bất lợi. Rồi tiếp theo là cái caffeine. Caffeine cũng có một số chứng minh là có cải thiện về chức năng vận động và thần kinh, giúp tỉnh táo hơn, tập luyện tốt hơn, nên người ta đưa vào các sản phẩm dùng hàng ngày như là cà phê, trà hoặc là các sản phẩm mà nước uống thể thao chẳng hạn, đó thì người ta đều có caffeine trong đó. Và ở đây kể cả trong sô cô la cũng có, hoặc là một số loại thảo dược cũng có caffeine, cung cấp caffeine để giúp tăng nhịp tim nè, tăng kiểu độ nhạy thần kinh và cơ bắp. Rồi ở đây tập, trước khi tập mình cũng hay uống một ly cà phê sữa đó, ai cũng biết rồi ha. Mấy bạn có uống hay uống cà phê không? Có, sáng nào đi tập cũng Có, gặp anh Nam uống quán sáng cà nào phê. cũng uống ly cà phê. Uống mà uống nhiều quá cái bị sẽ bị bão hòa đó, uống nhiều quá cái bị không phê nữa, uống cà phê mà hết phê kiểu vậy. Nên mình nên giữ một cái liều cố định để nó ổn định trong cơ thể, tại vì khi mà cái receptor cho cái caffeine đó nó bị gọi bão hòa là mình phải sản sinh thêm trong cái não bộ, mình phải sản sinh thêm nhiều cái receptor ra nữa, và càng ngày mình phải phải càng dùng cái liều cao hơn. Mình từng thấy một bạn đi tập chung ở bên Cali á, đầu tiên bạn uống một nửa muỗng V-Workout rồi bạn tập mà nó sung lắm, tập rất là sung, rất là hăng máu, nhưng khoảng hình như một tháng sau á, một tháng hay hơn, bạn uống hai liều, lúc đầu là nửa liều, lúc sau uống hai liều mà không thấy suy nhê hết, thì lúc này lời khuyên là bỏ đi đừng uống nữa, bỏ đi đừng uống nữa, thì tự động dần dần cơ thể nó phục hồi lại, thì sẽ có giai đoạn nó sẽ trở lại bình thường và nó sẽ hơi nghiền ngập kiểu vậy. Cái đó là em nên đổi rì, À đổi cái đó em rì quen với một loại rì rồi em đổi qua rì khác hả? Đổi qua chắc liều chắn sẽ hiệu liều quả. mạnh, liều mạnh hơn đúng không? Chứ tập liều mạnh hơn Đập không, liều cái này mạnh. tại vì anh dùng nhiều quá, anh uống cà phê nè, thực ra không phải là dùng nhiều nhưng mà anh dùng thường xuyên, nghĩa là khi anh tập nếu mà thuận tiện thì anh sẽ pha cà phê uống, nếu không thì anh uống rì, hoặc là anh có cà phê nhuyễn viên nữa, nói chung là nhiều sự lựa chọn lắm. Ok. Trước nhưng mà anh dùng cũng kỹ lắm nha, nếu mà ngày nào mà chọn đi tập uống cà phê thì ví dụ như sáng hoặc là đi làm anh sẽ không uống,
Một ngày anh hạn chế uống một ly thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nên uống để một ngày không bị nặng liều. Người ta nói là nên uống one shot one day thôi, một liều một ngày thôi. Có nhiều người á sáng uống, trưa uống, tối yếu, chiều uống nữa. Rồi thậm chí là mình bây giờ còn có thói quen đi uống cà phê buổi tối nữa. Tối đi cà phê cộng rồi hai lần chẳng hạn. Nhưng thật ra mấy cái đó, mấy cái nhãn hàng đó nó đã pha rất là loãng rồi, cái hàm lượng cà phê không cao. Còn mấy cái cà phê ngoài đường bán thì nó lại không phải cà phê. Đó. Nên cũng hên xui. Chỉ có cái rượu quốc cao á, tại vì nhiều người cứ nghĩ là uống rượu quốc cao sẽ mạnh, nhưng mà mạnh thời gian đầu à, thời gian sau hết mạnh, kiểu vậy. Và nó bị cái tâm lý là không có rượu quốc cao thì tập không được, kiểu vậy. Ở đây mình chỉ uống cà phê sữa thôi mà nhiều khi nhiều ngày tập không có cũng thấy hơi buồn miệng, kiểu vậy. Hơi buồn buồn. Rồi tiếp theo đến phần này, thật ra cũng không rành, nhưng mà phần này chắc là thú vị. Về chất cấm, cái gì cấm là thú vị à, cái gì càng cấm ta thích, càng thích tìm hiểu. Ở đây mọi người có muốn nghe chất cấm không, những chất bị cấm, các cái các cái mà mình có những cái cơ quan quản lý chất cấm, và khi mà đi thi á, họ cũng sẽ quản lý cái việc là cái chất đó có xuất hiện trong người, cái nồng độ trong máu của cái người vận động viên hay không. Thì một cái tổ chức nổi tiếng á, là WADA. WADA họ sẽ liệt kê. Mấy bạn có thấy cái WADA này không ta? Có đang thấy không? World Anti-Doping Code nè. Có. À, đó. Ở đây có 24 trang liệt kê toàn bộ các cái loại chất cấm mà không được sử dụng. Ở đây nó xếp theo ví dụ như anabolic. Anabolic là hỗ trợ tăng về cái việc tăng cơ. Đó, hỗ trợ về việc tăng cơ. Đó, liệt kê hết mới này ra. Ai muốn nhiều cơ cứ lo kiếm mấy chất này mà xài thì nó sẽ tăng cơ, kiểu vậy. Nhưng mà không thi đấu được thôi. Nhiều khi á, nhiều khi mình không cố ý xài, nhưng mà do những cái loại thực phẩm mình ăn uống chẳng hạn, ví dụ con heo, con bò mình nuôi, trong cái thức ăn của nó có ví dụ như trenbolone hoặc là clenbuterol chẳng hạn. Xong cái bữa hôm sau lên thi, đo kịch dính, rồi chấm thi 3 năm. Đó, nên đôi khi chế độ ăn của những người mà tập luyện thi đấu quốc tế thì họ phải kỹ lưỡng hơn cái chuyện đó. Rồi, ở đây, nó những cái đó nó sẽ làm cái gì? Có nhiều loại chất cấm khác nhau, có tác dụng phụ. Người ta cấm vì cấm cái tác dụng phụ của nó, ảnh hưởng đến chức năng tim, mạch, rồi có nguy cơ dẫn đến tử vong hoặc là gây nghiện chẳng hạn vậy. Phổ biến nhất trong thể hình thì gọi chung là về steroid. Ai cũng sẽ nghe về steroid này kia nọ. Thì nói sơ qua cái hormone mà chuyển hóa giúp cho nam và nữ khác nhau đi, nam và nữ khác nhau là do testosterone với lại estrogen, đúng không? Test đâu? Test đây nè, testosterone và estrogen. Và hai cái này nó từ đâu ra? Hôm trước mình học là từ cholesterol, chất béo nè. Vai trò của cholesterol mặc dù quá cao thì gây hại, nhưng mà nó phải có trong cơ thể, sinh ra những cái hormone như testosterone, estrogen quy định giới tính, hoặc là sinh ra những cái như cortisol nè, kháng viêm, hoặc là những hormone cortisol, corticoid để kháng viêm và kiểu lúc nào cần thể hiện stress để giảm bớt cái việc có thể là tăng đường huyết lên trong cơ thể mình, nó để tự homeostasis của nó chẳng hạn vậy. Và cái mà người ta hay nhắc ở đây là DHEA nè. Cái DHEA này nó sẽ sản sinh ra test. Rồi, test cao. Test cao thì nó sẽ sinh ra gì? Nó dễ sinh ra DHT. DHT này là dihydrotestosterone. Nó là cái chất mà gây hói đầu á. À, nên test cao mà đâm ngoài vô á, gây hói đầu, dễ gây hói đầu là cái chất này nè. Các bạn hãy dùng cái tên DHT này bấm lên Google, DHT là gì, và trong một trong những cái lý do của nó là test tăng cao sinh ra DHT và dẫn đến hói đầu đó. Vậy là đã rốc hói đầu như vậy hả? Không, có một số người hói đầu nhưng không phải do test cao do bẩm sinh, do trong gen của họ. Cái nguyên nhân mà gây hói đầu thật ra người ta vẫn chưa nghiên cứu ra, nhưng mà hầu hết là do gen
hoặc là có thể đôi khi là do môi trường. Nhưng mà testosterone cao là một trong những nguyên nhân đó gây tăng cái DHT này lên. Vì đâm test quá nhiều nè, nên nó chuyển thành DHT, hiểu không? Nên mới gây hói đầu. Nhưng mà không có chịu ngược lại, không có chuyện là hói đầu thì do test cao ha. Nên mấy người bị hói đầu mà bụng bự thì đừng nghĩ là mình test cao. Nên hình dung vậy, để mắc công hiểu lầm. Rồi, nhưng tiếp theo là gì? Ví dụ test này cao, sau đó nó sẽ đi thành estrogen nữa nè, hoặc là đi xuống đây thành estradiol. Đây là cái những cái hormone quy định nên sinh dục nữ. Nên khi mà đâm test ngoại sinh vô á, mới bị cái chuyện là nữ hóa, sinh vú hay còn gọi là chino là do đây nè. Mà các bạn để ý, đây chỉ có một chiều thôi ha. Test xuống estrogen á là dư ra, nó chỉ chuyển hóa một chiều thôi, tức là bị bể bóng á là bể bóng luôn, không có quay ngược lại được, được không? Nên bị dư á là nguy cơ nó sẽ bị sinh vú nè, chino. Và hai cái này, estrogen và testosterone này á, cả nam và nữ đều có, mà cái tỷ lệ nó khác nhau thôi. Tại vì đối với nam á, tại vì có cơ quan sinh dục nam nên nó sẽ tiết về test nhiều hơn để thể hiện tính trạng của nam giới. Và nói về cái tính trạng á, thì khi mà mục đích mà người ta đâm test vô á, là để người ta tăng cơ, tăng performance, tăng hiệu suất của họ. Nhưng mà khi đâm test, bên cạnh cái việc tăng hiệu suất, nó cũng tăng thêm cái gọi là cái tính trạng sinh dục nam. Thì ở đây người ta gọi là androgenic. Thì ở đây người ta so sánh giữa cái giống như là cái người ta muốn là cái anabolic này, và phải kiểm soát cái androgenic này, được không? Anabolic ví dụ như test bình thường trong người đó là 100-100, tỷ lệ 1-1. Ví dụ khác, ở đây là test cái đầu tiên nè, một testosterone này tỷ lệ 1-2 thì sinh cơ 2 lần so với cái việc là thể hiện tính trạng bên ngoài của sinh dục nam, đó là một, được không? Ngoài ra còn rất có nhiều thứ nó xịn sò hơn, nó gấp bao nhiêu lần lên. Ví dụ coi dưới này có nhiều cái nó rất là mạnh, ví dụ này 10-10. Nhưng mà mình thật sự không có phải muốn cái androgen này quá nhiều. Tại vì sao? Khi mà cái androgen này nó quá nhiều á, nó dẫn đến cái test nội sinh của mình nó tắt luôn. Tại vì cơ thể của chúng ta luôn homeostasis, mình đâm bên ngoài vô rồi thì trong cơ thể nó tắt, nó không xài nữa. Và để nó duy trì được cái lượng test trong máu ha, nên thành ra nó mình không có muốn cái này quá nhiều luôn. Rồi ví dụ một số cái để xem. Ở đây có bạn nào thấy cái tên nào quen quen không? Anava, đúng rồi. Anava thường nữ sẽ xài, tại vì cái về androgen của nó không có cao, androgen không cao, kiểu nó sẽ ít làm biến đổi cái giới tính của cái người nữ khi mà xài. Để xem đâu rồi. Anava có halostatin nè, đây halostatin nè, tỷ lệ 1-2 đó. Còn có một cái nổi tiếng nữa, Trenbolone không có ở đây thì phải, đâu rồi? Có. Hình như không có Tren ở đây. Đó, Trenbolone cũng cao, Tren là khá nổi tiếng rồi, nhưng mà cái Halo này nó còn cao hơn cả Tren nữa. Metin nè, Trenbolone, Para, ok. Đó thì nói lên cái việc gì, nói lên là cái gì cũng có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Và chúng ta luôn muốn tối ưu được cái hiệu quả và hạn chế được cái tác dụng phụ. Vậy ví dụ bây giờ mình đang, ví dụ ha, mình đang đâm đồ bên ngoài vô, hoặc là mình đang xài kháng viêm, mình đang xài kháng sinh, thì bây giờ để mà theo các bạn, để mà tránh cái việc mình bị tắc cái bên trong á, hoặc là mình lỡ xài quá liều á, thì mình phải làm sao? Mình có nên ngưng liền hay không? Chắc để phù hợp đó thì mình nên ngưng từ từ, bớt từ từ lại rồi mới ngừng, chứ không nên là để bị sốc, tránh bị sốc. Nói chung là nó có giai đoạn mà. Đúng rồi. Nó có từng giai đoạn.
những cái mà nó liên quan đến mấy cái hormone hoặc là như là tuyến giáp chẳng hạn T3, T4 hoặc là về testosterone này kia nọ, hoặc là kể cả kháng sinh cũng vậy, thì thường cái thời gian sử dụng rất là lâu, tại vì rất là lâu để giảm liều á, mình phải giảm liều từ từ. Ví dụ như đang xài ví dụ kháng sinh xài ngày 25 gram thì tuần đầu đang xài như vậy, qua tuần tiếp theo phải giảm ví dụ một nửa, còn lại 12.5 chẳng hạn, rồi bắt đầu mới giảm xuống còn 8 hoặc là 7.5 chẳng hạn. Tại vì mình phải kích hoạt cái cơ thể mình, giống như ví dụ như trường hợp mình xài test hoặc là xài hormone tuyến giáp đi, thì mình phải kích hoạt cơ thể nó sản sinh ra lại những cái hormone đó. Còn nếu mà mình ngưng đột ngột thì mình sẽ bị rối loạn cái nội tiết bên trong, vì lúc này cơ thể mình nó đang nghỉ, nó không có làm, mà bây giờ mình cũng ngưng cái ngoài luôn, thì những cái thằng khác, những cơ quan khác nó phải bù trừ qua, nó phải chuyển đổi qua lại nhau, dẫn đến bị rối loạn đó. Nên xài mấy cái đó phải cẩn thận. Riêng về mấy cái về chất cấm này kia nọ thì nó khá là chuyên sâu, nó cần học nhiều hơn về sinh lý, về đủ thứ hết, mình không có biết nhiều, biết sơ sơ. Androgenic, anabolic, androgenic về tính trạng và anabolic về sinh dục. Đây là những cái tác dụng phụ khi mà xài những cái thứ này. Đối với nam á, thì có những cái gì như là nổi mụn, tăng lông nhưng mà lại rụng tóc. Tại vì cái tăng lông tức là nó kích hoạt cái những cái chân lông. Không phải gọi là chân lông mà là chúng ta nang lông, nhưng mà lại không kích hoạt được chân tóc. Tại chân tóc nó mọc hay là nó rụng theo một cái cơ chế khác so với lại lông trên cơ thể, nên tăng lông nhưng mà lại rụng tóc. Đó, nên lúc đó có thể sẽ thấy râu tóc này kia rất là nhiều, nhưng mà đầu chọc lóc, râu tay chân ngực đều lên hết. Rồi ở đây là chino nãy nè, chino là bị ngực nhũ hóa nè. Rồi hoặc là này là cái gì ta quên mất, ở dưới này là bị gọi là bị violent á, bị dễ giận dữ, dễ kích động. Rồi tăng cái sexual, tăng hoặc giảm luôn, có thể tăng hoặc giảm. Xài những cái liều mà mạnh á, thường trong đầu chỉ có muốn đánh lộn hoặc là nghĩ đến chuyện sex thôi, suốt ngày vậy thôi. Rồi làm cho trầm cảm. Vì sao? Vì giống như cái gì khi mà tăng quá mức thì nó sẽ tụt xuống, giống như kể cả khi chúng ta dùng hệ thần kinh mình nhiều quá, ví dụ như bữa nay tập one rep max chẳng hạn, vô test one rep max xong thì hoặc là đi thi đấu một cái gì đó, thì những ngày sau á mình sẽ phải bù lại, giống như là phải phục hồi lại cái đó, nên làm cho mình phải giống như là bị cảm giác hụt hẫng, không còn gì hết, không còn mục tiêu một cái gì hết. Đó là một cái cảm giác hồi trước mình sau khi trải qua kỳ thi, hình như kỳ thi đại học thì phải, hoặc là kể cả sau khi mình thi xong cái NSM này, trước đó mình rất là phấn khích, nhưng mà sau khi mà kết thúc ngày thi đó, có cảm giác là mình không biết mình làm gì tiếp theo. Đó là cảm giác sau khi giống như hơi bị trầm cảm, kiểu như vậy. Cứ cái gì tăng quá, mình xài quá mức thì nó sẽ về sau nó sẽ bị tụt xuống. Rồi tăng, hình như đây là tăng khẩu vị, rồi mất ngủ, rồi bị cô đặc máu, nồng độ máu đặc, rồi tăng huyết áp, giảm cái HDL cholesterol, là những cái cholesterol tốt thì nó giảm, còn cái xấu thì nó tăng, rồi dẫn đến nguy cơ đột quỵ. Đó. Còn đối với nữ thì cũng có nổi mụn, cũng có phát triển về những cái lông trên cơ thể, rồi có thể bị đổi vọng, đổi cái giọng của mình thành cái giọng khàn giống như nam chẳng hạn như vậy. Đó, vì nó đang chuyển dần sang những cái tính trạng của nam, cũng dễ bị gây giận dữ hơn. Rồi thay đổi thói quen, đây là thói quen tình dục thì phải. Rồi rụng tóc cũng gây rụng tóc. Rồi đó là một số cái tác dụng phụ khi sử dụng những cái mà androgenic hay gọi chung là steroid đó, nó sẽ gây những tác dụng phụ như này. Thật ra là mình có đọc một cái bài về Trenbolone, thì
cái thời gian sử dụng họ khoảng 3 cho đến khoảng 8 đến 12 tuần thôi, 8 đến 12 tuần là phải ngưng. Tại vì nếu họ có xài hơn cái thời gian đó cũng không mang lại lợi ích gì hơn nữa. Tại vì lúc này cơ thể nó đã homeostasis rồi, nó thích nghi với cái thời gian và cái liều lượng sử dụng đó rồi. Nên họ không có thấy được cái sự cải thiện thêm về performance hoặc là cơ bắp gì, kể cả họ có tiếp tục xài cái Trenbolone đó. Mà lúc này cái tác dụng phụ nó lại càng ngày càng tăng. Nên lúc đó là đến giai đoạn phải ngưng và đi điều trị. Nhưng tại sao ta lại xài cái đó? Người ta xài cái đó vì nó mang lại những cái lợi ích về tăng cơ bắp chẳng hạn. Giống như chỉ cần xài, không cần tập gì hết. Cái nghiên cứu đó không cần tập gì hết. Chỉ ngồi không, ăn uống bình thường, vẫn đi làm bình thường, không tập gì hết. Một tháng vẫn có thể lên cơ được một vài ký. Đó. Nên nếu kết hợp cả tập luyện, ăn uống này kia, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì nó sẽ tăng gấp nhiều lần so với người bình thường. Rồi. Rồi. Đó là về supplement. Và supplement, thật ra là mình không có xài nhiều, nên mình cũng không có nhiều kinh nghiệm để nói về supplement. Thì không biết mấy bạn có thắc mắc gì hay là có góp ý gì hay không thì góp ý thêm. Chắc cũng phải tập xài supplement quá. Có một số cái như là glucosamine đọc hướng dẫn hay nó báo là phải hỏi bác sĩ trước khi dùng. Thì sao gọi là supplement? Không biết nữa. Nhưng mà xác định một cái gọi là thực phẩm bổ sung hay là thuốc thì hôm trước giống như mình có nói là một cái liều lượng đó, dưới một gam là thuốc, còn trên một gam mỗi lần mỗi liều là thực phẩm bổ sung đó, thì người ta xác định dựa trên cái đó và cái hoạt tính của nó. Nhưng mà kêu xài mà có cần hướng dẫn bác sĩ thì chắc là phải coi có kết hợp với thuốc mà cái gì hay không. Tại vì mình cảm thấy cái glucosamine thì nó cũng giống như kiểu người ta xài collagen như vậy. Tại vì xài thì xài chứ không biết là nó có vào được cái cơ thể giống vậy hay không. Tại vì đâu phải xài glucosamine là nó sẽ thành cái sụn khớp của mình liền, mà đôi khi nó lại vào những cái thứ khác tùy theo cái nhu cầu cơ thể của mình. Mình có trigger được cái việc nó chuyển sang thành cái sụn khớp mình hay không nữa. Thì cũng như collagen, mình xài vào thì nó có thành cái tế bào cho da hay là cho các cái như là sụn hoặc là dây chằng hay là gân này kia không. Đó, cũng phải cần có kích thích từ bên trong, từ bên ngoài tập luyện và cái khả năng đáp ứng của cơ thể. Lúc đó mới biết được. Nên tụ chung lại thì cái bài supplement này hầu hết thực phẩm bổ sung đã được hướng dẫn xài như thế nào, có liều lượng hết rồi. Nên xài thì đọc qua một cái xong rồi lưu ý coi cái nào cần thì mình xài, còn không cần thì cũng không cần xài thì thôi, đỡ tốn tiền chẳng hạn vậy. Đặc biệt là mấy cái giảm cân không được tin tưởng mấy đó lắm. Rồi đối với thuốc thì cần lưu ý xem tác dụng phụ. Rồi nên dùng liều lượng như thế nào, chẳng hạn vậy. Thế thôi. Mọi người có thắc mắc gì không? Cũng sắp hết chương trình rồi. Mọi người xem lại xem từ đầu đến giờ có cái gì khó hiểu hoặc là thắc mắc gì không, để có thể mình làm một buổi để mình ngồi trao đổi về những cái mình còn chưa hiểu rõ, để sau đó mình cải thiện thêm chương trình cho mấy bạn sau học chẳng hạn. Hello. Hiện tại là chưa nghĩ ra anh. Chưa nghĩ ra. Dạy lại hết hả? Rồi hóc môn. EXET. Họ mới dạy lại từ đầu đi, để cho có công ăn chuyện làm. Dạy từ đầu. Ngày mai đang bắt đầu dạy lại từ đầu cho hai bạn mới bên chỗ làm bên Hustle nè. Train lại cho hai bạn code mới. Dạy lại từ đầu. Cho kẻ. Okay. Hai bạn nó chưa biết gì hết trơn, đang bị kiểu cũng đôi khi training chung với nguyên nhóm thì sợ ngại không có hỏi. Nên nhưng mà train hai bạn là giao bài tập cho hai bạn làm. Là hai bạn sẽ tìm hiểu khái niệm xong rồi trình bày xong rồi mình sửa.
chứ không có ngoại giảng hết. Ok, nếu mà không thắc mắc gì thì chắc mình kết thúc đây thôi. Hôm sau mình sẽ qua bài sau, còn hình như hai bài nữa là hết rồi, hai bài nữa. Hai bài về xây dựng lối sống cho huấn luyện viên và phát triển sự nghiệp. Cái này nó khá là lý thuyết. Nếu mà ai đã từng làm thì nghĩ là đọc vô sẽ hiểu liền mấy này. Giống như là tạo liên kết với khách hàng, eye contact, giới thiệu bản thân sao, cười nói bắt tay sao này kia nọ. Mấy này chắc ai cũng biết, kể cả không học PT cũng phải biết mấy cái này. Đó. Thì cái này người ta dạy thêm để ra nghề được luôn. Để xem tóm gọn được thì mình sẽ tóm lại những cái đề ý chính trong mấy này. Nếu mà sau cái này, sau khi học xong này, mấy bạn cảm thấy đủ tự tin ra làm việc không? Lên chương trình tập. Lên chương trình tập. Ly hỏi về lên chương trình tập, thêm một buổi về lên chương trình tập. Lên chương trình tập là sao ta? Có thể hỏi rõ hơn không? Kiểu như là xây dựng các cái buổi tập cho từng đối tượng khách hàng hoặc là nhóm khách hàng riêng ấy ạ. Cái này thì tại vì nó hơi rộng nên đối tượng khách hàng riêng mình phải dựa vào cái đối tượng đó mình tiếp cận nó như thế nào mới được. Tại vì kể cả cái cuốn này cũng vậy, nó dạy cho mình là nó dạy về cái nền tảng thôi. Nó dạy tại sao phải có cái này, có cái kia, giống như tại sao có số set, số rep, rồi tại sao phải có cái thành phần này, thành phần kia. Còn cái việc quyết định chọn thành phần nào là tùy mỗi người, tùy vào khách hàng, tùy vào cách mình train, rồi tùy vào mục tiêu của họ nữa. Nên nếu mà được thì các bạn nghĩ ra từng cái case cụ thể, xong rồi mình sẽ thảo luận về cái case đó nên thiết kế như thế nào thì nó sẽ ok hơn. Ok, xong cái này mọi người, ví dụ xong NSM thì mọi người có tự tin nói chuyện với khách hàng chưa? Duyên nè, tự tin không? Duyên hiểu thôi chứ giờ khi Duyên nói chuyện với khách Duyên vốn biết sao. Không biết. Có gì để sau biết được cái chỗ nào mà kiếm thông tin để mà nói là chính. Thì cũng để kiếm thông tin mà mình coi. Đúng rồi, thì ví dụ con nhớ mang máng về những cái khái niệm, những cái gì đó thì có thể bật lên coi lại để mình nhắc nhớ lại, xong sau đó mình nói với trình bày lại cho khách hàng hay gì đó. Thì mình cũng vậy thôi, tại vì nghe một lần học một lần không nhớ hết đâu. Mình cũng nghe đi nghe lại hoài mấy cái clip mình học xong rồi mình cũng soạn lại mà. Ok, nếu mà không có gì nữa thôi mình sẽ dừng ở đây. Ok, chào mọi người. Bye thầy. Bye bye mọi người. Chào anh em và mọi người ạ. Bye mọi người.